Thành Lễ thưa đây xin chào quý vị, và ngày hôm nay Thành Lễ là ngày thứ hai có mặt tại Hà Nội trong chuyến về thăm Việt Nam để làm việc Trần Ngọc trong team. Trước hết Thành Lễ xin kính chúc quý vị lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh và bình an. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ tới thăm một người rất dễ thương, từng xuất hiện trong chương trình Cộng Đồng Team, cũng như là có một bài hát rất nổi tiếng cùng với ca sĩ Như Quỳnh, đó là Vùng Lá Mây Bay. Chúng tôi muốn giới thiệu quý vị đến thăm nhà thầy giáo Tí Hon, Nguyễn Văn Hùng. Xin mời quý vị đón xem. Thành Lễ thưa đấy, xin chào quý vị, và Thành Lễ đến căn nhà của thầy giáo Tí Hon, Hùng Nguyễn, và bên cạnh Thành Lễ thêm một người đẹp nữa để hỏi tên em tên là gì. Thành Lễ xin chào hai em với khán giả chương trình Ngọc Trong Tim em. Thì là cũng rất lâu rồi thì Hùng bây giờ mới có cơ hội được lên sóng Ngọc Trong Tim. Thì Hùng không biết nói gì hơn, thì Hùng chúc tất cả các ân nhân, tất cả các thành viên Ngọc Trong Tim thì luôn luôn có sức khỏe dồi dào ạ. Em là bạn của Hùng hay là gì trong căn nhà này? Dạ, em là vợ sắp cưới của anh Hùng. chúc mừng quý vị ơi. Đây là một show rất là vui. Anh trước hết là chúc mừng hai em Hùng và Diễm My. Hai em tuy là phim này chiếu ra có thể là các bạn đã tổ chức đám cưới rồi, còn nếu mà phim này chiếu sớm thì nếu quý vị có mặt ở Việt Nam hoặc quý vị xem chương trình này thì chúng ta có những lời cầu chúc thật là vui để chúc cho đôi tương lang tương duyên nhân trong những ngày sắp tới thật là hạnh phúc, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp cũng như là đời sống. Hôm ơi, hai em bây giờ mình quay lại chút xíu, hai em có thể trả lời hai em quen từ lâu hay là trong lúc nào? Bọn em quen nhau thì cũng được gần 3 năm rồi ạ. Thì là khi đấy thì là em thì đang dạy học ở ngoài trung tâm nghị lực sống ngoài này và đi làm ở ngoài này. Còn My thì ở trong Ninh Thuận và có xem YouTube và trên TV thì có biết được đến trung tâm và biết đến được Hùng. Rồi từ đấy thì cũng tò mò tại sao lại có một người nhỏ nhỏ giống mình như thế. Và dần dần thì là cũng có nhắn tin, gọi điện qua lại. Và Hùng có bảo rằng là nếu như ở nhà mà ở quê mà các cái công việc thủ công lúc đấy ấy, thì nó lương nó thấp và nó không có đủ cho cái cuộc sống của mình, thì có thể là ra ngoài này học để mở ra một thêm một cái cơ hội mới. Và từ đấy thì là My cũng đã nộp hồ sơ ra ngoài trung tâm học và bây giờ đã đi làm rồi ạ. Em có thể giới thiệu, đúng ra là người ta không có hỏi tuổi, nhưng mà nếu mà không nói thì quý khán giả khắp mọi nơi không biết hai em là năm nay bao nhiêu tuổi mà tụi em đến với hôn nhân, thì thôi để Hùng giới thiệu đi, gentleman đi. Em tên là Hùng, năm nay thì là 31 tuổi, sinh năm 88. Còn vợ sắp cưới của em đây là Diễm My, năm nay 30 tuổi, sinh năm 89, quê ở Ninh Thuận. Thưa quý vị, My thì ít nói lắm, Hùng thì nói rất là có duyên và cũng giúp cho chương trình Ngọc Trong Tim khá trước khá đây rất là nhiều. Và nếu quý vị xem có một đoạn rất là dí dỏm, Hùng hát chung với ca sĩ Như Quỳnh bài Vùng Lá Mây Bay, mà người ta cứ tưởng như là cậu bé 5-6 tuổi mà biết hát chung với ca sĩ Như Quỳnh, rất là vui. Hai em bây giờ mình nói chuyện vui rồi, mình biết rồi, vào tổ chức vào ở đâu và vào lúc ngày nào thưa em My? Dạ, đám cưới của tụi em sẽ tổ chức ở trong nhà em trước là ngày 10 tháng 11 dương lịch. Ngày 6 tháng 11 dương lịch là tổ chức ở nhà em. Còn xong rồi ở nhà em xong rước dâu ra nhà anh Hùng sẽ tổ chức vào ngày 10 tháng 11 dương lịch.
ngày đó anh Lễ đang kẹt ở tại Hoa Kỳ không về được, nhưng anh Lễ chắc chắn sẽ có món quà của người anh gửi tặng hai em, vì sẽ được thấy giữa tấm hình. Đó là một cuộn album rất đẹp của hai bạn đã thực hiện trước khi ngày đám cưới của mình. Bây giờ anh nói lại về khi mà hai đứa em đi đến cuộc hôn nhân thì có gặp gì trở ngại khó khăn không? Thì là ngoài ra những cái đấy thì là để đi đến đám cưới thì cũng có một số cái khó khăn nhỏ nhỏ. Ví dụ như là đi chụp hình cưới đi, thì là bình thường thì là mình cô dâu chú rể không cần phải may hay là mua vest hay là đồ cưới gì cả, mà là khi đi chụp thì là những studio sẽ có áo quần cho cô dâu và chú rể để mà thay đổi các bộ khác nhau để mà chụp. Nhưng mà riêng Hùng và My thì là không có studio nào mà có thể mà có áo chú rể và váy cô dâu nhỏ như thế này, cho nên là bọn mình phải là may hết, may và mua đặt trước hết, chứ có không có ở trong studio. Rồi còn cái nữa đó là thì do hai đứa ở ngoài này mà quê thì ở xa, cho nên là cái khâu đi đi lại lại và chuẩn bị thì nó cũng hơi vất một tí. Bây giờ như vậy đi, Thành Lễ nghe Thành Lễ rất là ngưỡng mộ, bởi vì tình yêu vượt với lại Hùng với lại My là hai bạn rất giỏi, cũng là tấm gương cho nhiều các bạn tí hon như Hùng với lại My. Trước đây chúng ta đã quen Thanh Hằng, Thanh Hà, nhưng mà hai cô nàng vẫn còn đắn đo vì đam mê nghệ thuật, đến giờ này vẫn còn là hai cô gái vẫn còn single độc thân. Nhưng mà Hùng với lại My đến với nhau thì anh nghĩ là bây giờ đã sắp đến ngày rồi, mọi chuyện gì nó cũng đã qua hết rồi. Anh thì cũng là đạo Phật giống như Hùng, mà anh cũng làm việc cho bên đạo Công giáo nhiều lắm em. Nhưng mà đạo Phật thì phải nói là mỗi đạo nào đều cũng khá hay. Mình không bàn cãi nữa, nhưng mà bàn cãi là thực sự chúng ta yêu nhau và thương nhau, tại vì chỉ có tình yêu là chúng ta có hiểu nhau hết tất cả. Nên chị mong My hoặc Hùng chúng ta có gì khó khăn thì vợ chồng nhau bàn cãi với nhau, hoặc là có gì lắm thì lên chương trình Ngọc Trong Tim tám với nhau. Hay là mét anh Thành Lễ nếu mà anh Hùng mắc nạt em, hoặc ngược lại là em nói vậy chứ nếu mà ra đường, nếu mà sau này có chuyện gì, bây giờ cuộc sống nó cũng đỡ hơn. Một con người có đi làm việc làm chứ không dựa vào những đồng lương của một số nơi. Nói thì nói, thì cậu tụi em vẫn còn mướn ở trong căn nhà này gồm có 3 phòng và tụi em là một phòng. Rồi ngoài ra đi làm thì tụi em cũng là mỗi người một cơ quan khác nhau, đúng không? Đó nên cũng khó khăn. Sau nay mai lại có cháu nữa nên chúng ta phải ở riêng nữa, rồi còn nhiều lớp lớp. Nhưng mà bây giờ sắp đến ngày đám cưới, hoặc phim này chiếu ra để bị trễ, thì một lần nữa chúng ta phải gửi những lời thăm chúc mừng với số phone của Hùng với My dưới đây để chúng ta gọi chúc phúc cho nhau, hoặc có những món quà rất là xinh xắn, rất là dễ thương kỷ niệm cho đôi tân lang tân gia nhân. Quay lại vấn đề của công việc của Hùng, khi mà đến với đám cưới như vậy đó, em trước đây anh biết em là trong gia đình của My cũng vậy, chỉ có hai em là người nhỏ bé, anh chị em là người bình thường. Như Hùng lại khó khăn hơn nữa thì mẹ mất sớm, Hùng một côi, Hùng lại còn một cha già và một người anh, đúng không? Dạ, rồi còn My thì sao em? Dạ, em thì may mắn hơn Hùng là bây giờ ba má vẫn còn khỏe. Vậy, em có còn 4 em nữa. Em chị đầu sao? Dạ vâng ạ. Rồi 4 em đó đi làm có gia đình hết chưa? Dạ hai em kề thì có gia đình, có con hết rồi, còn hai em Úc thì chưa. Úc em là năm nay là sinh năm 96 á. Cũng to lớn bình thường. My ơi, trước đây em có nghĩ là mình sẽ lập gia đình, hoặc là em có suy nghĩ về cái chuyện mà mình như vậy rồi không biết rồi người nào thương mến, và bây giờ đùng một cái mà có một anh chàng quyết định, rồi em cảm giác như thế nào?
Dạ, thì từ cái hồi mà còn ở quê á, hoặc là ra ngoài này khoảng khoảng một hơn một năm thì em cũng chưa bao giờ nghĩ là em sau này sẽ có gia đình, lập gia đình. Tại vì nghĩ là em nghĩ là chỉ có mỗi mình em bé như này thôi, nên không có người nào bé như mình nữa đâu, nên kiểu mà suy nghĩ đến việc lập gia đình thì thấy nó khó khăn lắm. Nhưng mà chắc là có duyên, có cái duyên á, xong em mới một mình mà ra ngoài này đi học rồi xong rồi đeo đuổi riết rồi mới tán được. Quý vị ơi, càng bây giờ thôi chúng ta trong giây phút này chúng ta sẽ xem những tấm hình kỷ niệm của Tân Lan và Tân Giang.